Ê mà nói nghe nè, chị thấy em quen quen nha, em quen chị không? Không vậy. Nhưng mà chị thấy em quen lắm. Hình như chị gặp em ở đâu rồi á? Dạ không có đâu, lần đầu tiên chúng ta mới gặp nhau. Sao em liếc thấy chị dữ vậy? Sao em liếc thấy chị dữ vậy? Chị có làm gì đâu mà em liếc chị dữ vậy? Thiệt mà. Thì lần đầu tiên em quen một bạn đó, bạn cũng làm điều dưỡng bệnh viện đại học y dược, first love của em luôn. Cho nên em rất là mình dành tất cả những cái tinh túy cho cái lần đầu. Tinh túy mà trời ghê quá, tinh túy là cái gì vậy? Khi cắt tường khinh ý tìm sách hay đặt hàng gặp tìm sách Việt Nam thì sản ảm kỳ lạc Mỹ Đình nè khắp. Léo sao sẽ phải đuôi nuôi càng nè khắp. Ok, hiểu không? Hiểu, hiểu sao vậy? Vậy là được rồi. Được rồi, rồi ok rồi. Cảm ơn. Dạ. Rồi ngồi vô ghế đi bạn. Rồi bây giờ bạn gái đến rồi đây. Hai người có thể tháo mặt nạ ra nha. Em chào chị. Mời bạn trai giới thiệu trước. Em tên là Nguyễn Minh Khang. Năm nay em 31 tuổi. Hiện đang làm kỹ sư kiểm thử phần mềm cho một công ty ở quận Bình Thạnh. Quê em ở thành phố Hồ Chí Minh. Em sống với mẹ. Sống với mẹ, nhà đông anh chị em không? Dạ, con một. Rồi mời bạn gái giới thiệu. Dạ em chào chị. Em tên là Nguyễn Thị Thu Thảo. Hiện tại thì em làm điều dưỡng tại bệnh viện An Bình ở quận 5. Em quê em thì ở Phú Yên. Hiện tại thì em ở trong đây với lại em gái em. Dạ, em 31 tuổi. Rồi, hai bạn bằng tuổi nhau nha. Ê mà nói nghe nè, chị thấy em quen quen nha, em quen chị không? Không vậy. Nhưng mà chị thấy em quen lắm. Hình như chị gặp em ở đâu rồi á? Dạ không có đâu, lần đầu tiên chúng ta mới gặp nhau. Sao em liếc thấy chị dữ vậy? Sao em liếc thấy chị dữ vậy? Chị có làm gì đâu mà em liếc chị dữ vậy? Thiệt mà, em đang nhìn chị bình thường. Em có chơi mạng xã hội không? Facebook à? YouTube? Không chơi. Em có làm gì nổi tiếng trên Facebook không? Không, em chỉ là dân đen thôi, đâu có dân gì. Đen thôi hả? Trời ơi, chắc chị dân đỏ quá. Dạ. Nhưng mà chị nhớ là hình như là hồi xưa em có từng tuyên ngôn gì trên em mê cái đội ta, em mê cái Thái Lan lắm, dữ lắm đúng không? Trời, đó có người Việt Nam nào đi chia Thái đâu chị. Người Việt Nam là phải ủng hộ đội tuyển Việt Nam. Rồi bữa nay Việt Nam với Thái Lan đá banh là em muốn ủng hộ đội nào? Đội nào đá hay em ủng hộ mà. Theo em là đội nào sẽ đá hay? Em thấy Việt Nam form tốt hơn. Chị biết là em chỉ mê Thái Lan thôi. Em luôn luôn ủng hộ Thái Lan. Em ủng hộ Việt Nam. Xạo. Thiệt. Em ủng hộ Thái Lan. Đây đây, chị đang ép em à. Đây đây, chị đang ép em à. Chị đang ép đâu em. Chị đang gần giọng chị ép em. Phải không? Chứ thật sự em là fan Việt. Em nghĩ điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Cái điểm yếu của em có lẽ là con một. Con một mắc gì điểm yếu trời. Con một thì đương nhiên em hy vọng người bạn gái đó có thể về làm dâu. Thì làm dâu đừng có nghĩ cái từ làm dâu nó quá trầm trọng theo cái nghĩa phong kiến là phải tam tùng tứ đức hay là làm gì quá. Đối với em làm dâu đơn giản là có thể về sống chung với em và mẹ ở nhà thôi. Nó có thể chưa quen thì hy vọng là hai bên sẽ hiểu nhau. Em thì với tư cách là một người ở giữa, em cũng phải đi điều phối. Cái đó chắc làm con một đấu sướng đâu. Bởi vậy em nghĩ đó là điểm yếu của em. Rồi. Em biết dạo này xu hướng trẻ, các bạn gái thì có xu hướng là không muốn làm dâu. Một phần là có lẽ vì sợ những cái tư tưởng nặng nề làm dâu phải làm những cái nghĩa vụ kiểu phong kiến đó. Cũng một phần là có thể chịu ảnh hưởng của những bộ phim series truyền hình. Nhưng mà hy vọng là nếu mà nghe những lời em nói hôm nay thì bạn gái có thể suy nghĩ thoáng hơn. Rồi, vậy điểm mạnh của em là gì? Điểm mạnh của em thì có lẽ là do công việc của em thì em là test, em kiểm tra lỗi cho nên em là một người cẩn thận. Thì điểm mạnh của em là sự cẩn thận. Rồi. Với lại em cũng trầm tính. Ừ. Em không có dễ mà nổi nóng. Đó. Khi mà có cái vấn đề gì mà tranh cãi á, nhiều khi nó đi vô ngõ cụt á thì có thể nếu mà gặp người cọc tính thì họ sẽ quát mắng hoặc là động tay động chân. Nhưng mà em thì nếu bực quá em sẽ im, không nói nữa. Rồi còn em nãy giờ nghe điểm mạnh điểm yếu của ảnh rồi đó. Điểm mạnh của em á là một người rất là thân thiện hòa đồng. Làm việc thì rất là nghiêm túc, mà đi chơi thì cũng chơi hết mình. Điểm yếu thì có một chút xíu là khi mà trước đám đông thì hơi nói chuyện nó hơi nhanh một chút xíu. Và cũng hay dễ tin người. Theo mà bạn bè nhận xét em á là một người phụ nữ của gia đình, rất là hiền. Em có ngại làm dâu không? Dạ không. Biết nấu ăn không? Dạ biết. Chăm sóc gia đình tốt. Dạ. Vậy là tuyệt vời rồi. Em là mẫu người vợ lý tưởng của rất nhiều người đàn ông. Trên tinh thần trước mắt thì chị nhìn thấy như vậy ha. Rồi về tình duyên thì sao? Đường tình em trải qua bao nhiêu mối tình? Mối tình của em thì có chính thức thì 3 mối tình. Mối tình đầu tiên thời sinh viên của em, với mối tình thứ hai thì cũng được 2 tháng. Mối tình đó thì bạn đó còn trẻ quá. Nghĩa là chỉ có quen nhau vậy thôi, còn trẻ quá chưa có biết lo. Tính là mối tình thật sự của em thì là 4 năm. 4 năm đó là cái mối tình sau cùng á. Dạ, mối tình sau cùng 4 năm. Thì từ đó tới giờ thì em không quen ai, em tập trung vào kiếm tiền thôi.
bạn bè em phát hiện ra bạn đó có người thứ ba thì nói em, nhưng mà em cũng vẫn không tin, không nghĩ rằng người đó có như vậy. Trời đất ơi, quen nhau 4 năm dạ rồi mới phát hiện ra. Lúc phát hiện ra thì em có nói với ảnh không? Em có hỏi nhưng mà người ta né đi. Rồi thôi, em chia tay là anh cũng ok thôi, không có gì hết, không có giải thích, không có nắm níu, không có sorry, không gì hết. Dạ. Rồi thôi. Ha, người ta đã lừa dối mình như vậy thì thôi, mình cũng không buồn. Thế là bao nhiêu lâu rồi không có bạn trai? Hơn 2 năm. Hơn 2 năm. Tại vì em đăng ký chương trình cũng gần hơn 2 năm. Rồi, còn em, tình trường mình sao nè? Cũng giống bạn đó, em cũng trải qua 3 mối tình rồi. Thì lần đầu tiên em quen một bạn đó, bạn cũng làm điều dưỡng bệnh viện đại học y dược, first love của em luôn. Cho nên em rất là mình dành tất cả những cái tinh túy cho cái lần đầu. Tinh túy mà trời ghê quá, tinh túy là cái gì vậy? Nói chung là khi mà lần đầu thì chị sẽ có cảm giác nó rất là cháy hết mình, nhưng mà rồi sau đó em thấy giống như em bị đơn phương. Bạn đó cũng lạ, là nếu mà đã không có tình cảm với em thì tại sao rủ đi xem phim hay đi ăn hay đi gặp mặt thì cũng nhận lời hết, nhưng mà không có một cái gì đáp lại cả. Và đặc biệt bạn đó có một cái tính xấu rằng nếu mà bực mình hay là cái gì á thì không có nói ra, giận dỗi. Sau đó em biết rằng giận thì gọi điện hoặc là nhắn tin hỏi xin lỗi, có khi gọi điện bị dập máy, nhắn tin không trả lời, xin mà không trả lời. Mà em cũng rất là bực, tại vì cho rằng đó là cái thái độ thiếu tôn trọng của người ta. Thà là chị không coi tin nhắn, còn nếu coi tin nhắn mà không trả lời thì đó là cái sự thiếu tôn trọng. Nhưng mà tại vì lúc đó có cảm giác sợ mất, cho nên vẫn dây chưa được một năm thì bạn đó là người chia tay. Lần thứ nhì của em thì quen một bạn gái người Thái Lan, lúc bạn đó qua Việt Nam. Hèn chi mê Thái Lan, trời ơi, tôi biết mà. Em mê nhưng mà bóng đá em vẫn chia Việt Nam nha. Lòi ra rồi ha. Rồi quen mối tình Thái Lan bao lâu? Được 8 tháng. 8 tháng. Tại lúc bạn đó qua Việt Nam làm, tại lúc đó em có đi học tiếng Thái. Quất một câu tiếng Thái chào nhau liền cái coi. Đủ bây đâu? Giờ nói bây giờ là chị em chào chị Tường, tối nay em với chị cùng xem đá bóng nhé. Tối nay có trận Việt Nam đá với Thái Lan. Chị coi chung với em nha. Rồi nói nhiều đó, nói tiếng Thái rồi. Sawadikap. Khi các tường khinh ý tiêm sách Thái đặt hẹn gặp tiêm sách Việt Nam thì sẽ làm kỳ lạc Mỹ Đình nè khắp. Léo sao sẽ phải đi nuôi càng nè khắp. Ok, hiểu không? Hiểu sao vậy? Vậy là được rồi. Được rồi, rồi ok, rồi. Cảm ơn em. Lý do là sao chia tay? Bạn đó tại vì qua Việt Nam làm spa mà làm chui á, cho nên khi mà hết hạn thì bạn đó cũng phải về Thái thôi. Em không đi theo qua Thái luôn. Em có đi, lúc đó công ty của em đang tinh giảm nhân lực thì em bị nằm trong số mà họ cắt giảm á. Em cho em cơ, anh bị lay off luôn. Đi luôn. Thì lúc đó là gần Tết nữa, Tết âm lịch mà bị lay off rồi thì đâu còn tâm trạng gì. Nhưng mà em cũng quyết định là một chuyến đi Thái luôn, coi như trước là để thư giãn, sau là thăm bạn đó, qua đó gặp bạn đó thì hai người có khoảng thời gian vui đi chơi nhau suốt. Lúc đó bạn đó nhận được một lời mời làm việc ở Myanmar. Em có đưa tiễn bạn đó không? Em đưa luôn. Em đưa bạn đó tới biên giới Thái Lan Myanmar luôn. Chỉ còn vài bước nữa là em đã qua biên giới Myanmar rồi. Nói chung cái cảnh hôm đó buồn lắm. Mà thì có em ở bên đây biên giới Thái, bạn đó xách vali đi qua biên giới Myanmar mà nhìn theo cho đến khi mà bóng khuất dần, rất là buồn. Có khóc không? Chị nghĩ em khóc không? Có, buồn là phải khóc. Bình thường. Bình thường là khóc hay không? Khóc chứ. Chứ thế rồi bình thường. Mà cổ có lời mời đi ngay lúc em qua bên đó chơi luôn, trùng hợp vậy đó hả? Không, bạn đó hỏi em có đưa tiễn hay không thôi. Thì em đưa tiễn coi như là cho trọn cái nghĩa luôn. Và sau đó thì xa mặt cách lòng, đúng yêu xa không bao giờ dễ dàng hết. Đúng rồi. Với lại cái múi giờ nó khá là chênh lệch, mặc dù ở Myanmar chỉ sớm hơn Việt Nam nửa tiếng, nhưng mà tại vì công việc của bạn đó là làm spa theo ca, cho nên nhiều khi buổi tối bạn đó làm mà em lại ngủ, cho nên rất là khó. Khó quá, hai bạn tự chị nào tới đám cưới mà chị hỏi cũng xa nha. Quá rồi chị ơi. Đâu có xa đâu em, những cái chuyện đó mới là quyết định có gần hay không. Có gần mới có xa, không có gần sao có xa được. Em muốn tìm người bạn trai như thế nào? Không hút thuốc, không bụng bự, không đầu hói, biết sống chia sẻ gia đình, nói chung là một người biết hòa đồng hai bên gia đình. Rồi, có công ăn việc làm ổn định. Em thì không hút thuốc rồi, mà chỉ có hút thuốc thụ động thôi, tức là người ta hút còn mình ngửi. Rượu bia thì em cũng không uống được, cho em bị dị ứng với đồ uống có cồn. Cái chuyện mà quan tâm đối phương á thì điều đó là hiển nhiên rồi. Em muốn tìm một mẫu người bạn gái như thế nào? Đầu tiên bạn đó có thể hiểu được cái băn khoăn lớn nhất của em là vấn đề làm dâu. Bạn đó đừng có bị mang mặc cảm làm dâu. Người bạn gái đó phải
có công ăn việc làm ổn định. Và đặc biệt là nếu mà là người dân tỉnh á, thì đừng có làm một khoảng thời gian rồi sau đó trở lại tỉnh. Tại vì em bạn của em đã gặp trường hợp đó rồi và bắt buộc phải chia tay. Có nghĩa là phải lập nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Rồi bên đây ta ổn định công ăn việc làm, ổn định nhà tại thành phố Hồ Chí Minh luôn. Chịu làm dâu luôn, khỏi lo. Kiếm ảnh đi, ảnh ở chổng đó em. Cổ ở chổng á. Theo giác quan của mình kiểm tra thử coi, kiếm thử coi ai là cô gái ấy, ai là chàng trai ấy. Ai? Chắc anh này. Anh đó, tại sao chọn cái anh nhắm mắt? Em cảm giác vậy. À, em cảm giác vậy, đó là quyền của em. Rồi, bên đây ba chàng trai mà cổ đi chọn anh nhắm mắt mà cô hiểu rồi đó. Cổ đâu? À, hai người này em có cảm giác không phải. À. Thì chỉ có váy hồng thôi. Bé váy hồng phải không? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ nhìn thẳng vào trái tim. Cánh cửa trái tim sẽ được mở ra để các bạn kiểm tra xem cảm xúc của mình, cảm giác của mình lựa chọn ngày hôm nay đúng hay không nha. Xin mời các bạn. Chào anh. Chào. Sao em? Đúng sai? Sai rồi. Sai rồi. Em đúng hay sai? Dạ sai. Sai rồi. Nghĩ sao ta đi làm quen với bạn gái mà ta đưa tấm hình người ta chán nhắm mắt, người ta phải dìm hàng thằng bạn, ai dìm hàng bản thân mình. Trời nữa, tặng bạn. Ồ, cảm ơn bạn. Hôm nay cùng tuổi thì chắc xưng bạn. Cùng tuổi thì cùng tuổi chứ mình phải tự tin lên, cùng tuổi vẫn anh em đàng hoàng. Không, em xưng bạn. Ok em. Rồi sao bữa nay mình gặp lần đầu tiên gặp bạn gái sao mình không có chuẩn bị quà hay cái bông cái hoa gì vậy em? Do em đi gấp từ công ty đi qua đây luôn. À vậy hả? Dạ. Phải có chuẩn bị trước từ sáng sớm chứ. Dạ không, sáng sớm cũng đi làm sớm luôn. Vậy luôn hả? Bây giờ chị Tường mời thức ăn của nhà hàng cho các bạn vừa ăn trưa cùng nhau vừa trò chuyện với nhau. Xin mời. Chị Tường xin mời hai bạn thưởng thức món ăn rất là ngon và được trình bày rất là đẹp mắt của nhà hàng Bao Điểm Sắm nha. Đây là món tôm viên sốt long châu và bánh xếp áp chảo. Rồi xin mời hai bạn nhớ vừa ăn vừa trò chuyện tâm sự với nhau nha. Ít phút nữa chị Tường sẽ quay trở lại. Chúc hai bạn ngon miệng. Hồi nãy bạn nói bạn làm việc ở bệnh viện nào nghe không rõ. Mình làm mình ăn bệnh viện An Bình. Mình là khá dễ ăn, ăn gì cũng được. Nhưng mà mình thì không thích những món có bơ, sữa, phô mai. Cho nên mập không được. Và ăn nhiều rau, bạn làm ca đúng không? Bạn làm ca như vậy thì bạn có thời gian để dành cho một mối quan hệ không? Thật sự ra là nếu như mà mình muốn dành cho nhau á thì tất nhiên sẽ có thời gian thôi. Đúng rồi. Chứ không phải là không có thời gian. Tại vì gia đình mình cũng muốn mình lập gia đình trong... Với lại mình cũng muốn tìm một cái người mà có thể là chung là cùng hợp ý với mình. Mình phải hỏi câu đó tại vì có trường hợp mà những bạn á họ cũng muốn lắm nhưng mà họ bận và họ cứ lấy lý do bận hoài à. Mình lấy gì đó nó không có thỏa đáng, tại vì một khi mà đã dấn thân cho một cái mối quan hệ nào thì mình cũng phải có một sự ưu tiên nhất định, mình phải tự sắp xếp thời gian. Hơn nữa cái điều đó cũng thể hiện rằng một người biết cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Bạn có hay đi du lịch không? Có, một năm đi một lần vào dịp Tết. Bạn đi một mình hay là có dẫn mẹ đi cùng không? Không, đi một mình, tại vì mẹ mình không thích đi. Những thời gian rảnh á, nếu mà bạn không đi làm á thì bạn làm gì? Thời gian rảnh của mình là hai ngày cuối tuần á, thứ bảy chủ nhật ở nhà thì có những cái thú tiêu khiển như là trồng cây, chăm sóc cá, mèo hoặc là học ngoại ngữ. Nếu mà bạn bè có rủ đi cà phê thì đi. Bạn có biết nấu ăn không? Biết một số món đơn giản thôi. Ví dụ như đậu rồng xào tép hoặc rau muống xào tương. Nếu trong những món nào có liên quan tới rau thì biết. Nãy giờ có bàn vụ đám cưới không? Dạ chưa chị. Bàn nó có đãi mấy bàn kìa, coi được không? Đồ ăn ngon không em? Ngon chị, tại em đang đói mà. Ngon, đang đói đúng không? Bây giờ thì Tường sẽ mời hai bạn bóc những lá bài của chương trình đã chuẩn bị sẵn. Có những câu hỏi khá vui trong này để chúng ta có thể có cơ hội tiếp xúc với nhau và hiểu nhau nhiều hơn. Mời bạn trai. Thể hiện một hành động lãng mạn để tỏ tình đối phương. Mời em qua đây. Làm luôn. Làm luôn chứ chừng nào làm nữa. Mà em làm IT nên em khô khan lắm. Thì mình phải thử. Đó, nhanh lẹ hết sức không? Ai, trời ơi, ông đi tỏ tình mà ông thở ra. Ông đi tỏ tình mà ông thở ra. Ông làm nhưng tỏ tình giùm cho tôi vậy trời. Cái này khó quá. Sau khoảng thời gian tìm hiểu thì bây giờ mình thấy là cả hai rất là tương đồng, có những ý kiến giống nhau. Mình có thể làm bạn trai của bạn được hay không? Cho mình suy nghĩ chút. Nói tiếp đi, chưa thuyết phục được mình. Lời thuyết phục đâu phải là ở những lời nói đâu,
không lẽ trong khoảng thời gian tìm hiểu bạn không cảm nhận được điều đó? À, có thể cảm nhận, nhưng mà giờ phút quan trọng bạn phải nhấn một điểm mạnh gì đó, để có nghĩa là bạn phải có một cái điểm gì mà phải thật sự là điểm riêng của bạn để nhấn vào cái đó thì mình mới lay động được mình. À, nếu kiểu như nếu như mà em đồng ý làm bạn gái anh thì anh sẽ làm gì đồ, thấy em là người như thế nào, trong lòng anh ra sao gì đó, nó thuyết phục chút, nói gì đâu ngoài dòng không. Nói chung thì mình thì không có giỏi về mồm mép, không có giỏi về mồm mép, những lời của mình là chân phương. Nhưng mà nếu bạn cũng cảm nhận được mình là người như thế nào trong khoảng thời gian quen biết với nhau rồi, mình thì không giàu, nhưng mà không giàu về tài chính, nhưng mà có thể giàu về tình cảm. Nếu bạn tìm một người mà để đồng hành đi suốt cuộc đời thì mình nghĩ mình có thể trở thành một đối tượng đó được. Với lại mình tôn trọng bạn và mình yêu thương bạn vì bạn là chính bạn, vì bạn là chính bạn. Hay, chốt câu này cũng hay. Rồi được rồi, cảm ơn em. Đó, hay rồi đó, cái câu cuối đó chị thấy hay rồi đó. Dạ, be yourself. Rồi giờ tới phiên bạn gái. Mời em. Rồi, đọc lớn lên giùm cho chị Tường luôn. À, yêu cầu bạn trai thể hiện sức khỏe bằng hành động cụ thể. Trời ơi, cái thần ốm yếu này làm sao đây? Ừ, thật làm khó sao? Quá, bỏ qua chị ơi. Không bỏ qua được, bây giờ em phải thể hiện có chơi có chịu. Em làm sao em thể hiện sức mạnh chị coi coi. Đứng lên, sân chơi này là của em. Vậy em muốn làm gì? Ẩm cổ, bồng cổ, hít đất, thục dầu. Thì bạn nặng bao nhiêu ký vậy? Mình nặng 58 ký. Em nặng bao nhiêu ký? Dạ em nặng 55 ký. Ồ oh. Vậy thì thua rồi. Vậy em muốn sao? Ẩm cổ nổi không? Dạ không. Cổng cổ nổi không? Chắc không luôn. Rồi vậy thôi, hít đất thục dầu. Ừ chắc vậy quá. Rồi chơi đi. Kiểu này chắc hết cũng không có nhiều, 5 cái thôi. Rồi chị. Sức em nhiều thì em thể hiện nhiều chứ giờ sao giờ? Cái gì mà bẻ tay bẻ chân ghê vậy? Cũng khởi động chị. Khởi động, rồi. Không mà chơi luôn đi. Chơi luôn. 5 cái nha chị. Ừ. Đếm đi. 1, đếm giùm đi em. 2, 3. Thẳng tài dữ ha. 4, 5. Rồi xong. Rồi xong. Đúng có chơi có chịu thiệt. Tôi thích bạn à. Tay vào nút bấm nha hai bạn. Nhắm mắt lại nha. Đây là lúc quan trọng nhất. Trò chuyện nhiều nhưng chốt lại. Nếu hợp lý chúng ta đừng bỏ qua cơ hội, còn nếu cảm thấy không phù hợp thì chúng ta hãy dành cơ hội này cho những người khác. 1 2 3. À, sao bạn gái là không bấm nút? Cái cảm giác mà gặp bạn đó thì không có một cái điểm nhấn gì cho em để em thích được bạn ấy. Rồi rất là tiếc vì Tường không làm được tròn trách nhiệm của mình ngày hôm nay. Cố gắng tìm được một nửa của mình về báo hiếu với mẹ ha. Sớm sớm đừng để mẹ chờ lâu. Còn em gái cũng vậy, rất là dễ thương, rất là đáng yêu, xinh xắn nữa. Chắc chắn là em cũng sẽ có được hạnh phúc của mình. Tường thay mặt chương trình gửi tặng em một món quà để làm đẹp nha. Phần quà dành cho em là bộ son Yurika đến từ Nhật Bản. Mời bạn nam. Rồi, mời bạn ngồi. Mời bạn nữ. Rồi. Rồi, mời em gái ngồi. Mời bạn giới thiệu về mình đi. Đầu tiên em xin gửi lời hỏi thăm anh Quyền Linh, chị Cát Tường xinh đẹp, cùng quý vị khán giả ở trên khán đài, cùng với cô bé ở bên kia người chơi cùng em hôm nay. Lời chúc sức khỏe và lời chào thân trọng nhất. Bạn tên là gì? Em là Trử Văn Sơn, là con cháu của Trử Đồng Tử. Năm nay em 35 tuổi. Hiện tại em đang công tác ở trung tâm huấn luyện và đào tạo bóng đá trẻ của Sao Mai. Em cũng là giám đốc và quản lý các bạn nhỏ ở trung tâm. Chờ chút xíu tôi chụp tấm hình làm kỷ niệm thôi. Ấn tượng quá. Trung tâm mình nằm ở đâu em? Anh Linh là thần tượng của em mà. Hả? Anh là thần tượng của em. Anh là thần tượng của em, cảm ơn em. Nhưng mà mái tóc em cũng là thần tượng của anh. Dạ, đây là một cái style của em, là em cũng để khoảng 4 năm rồi. À, đẹp quá, ấn tượng quá. Em cảm ơn anh. Em ơi, nhưng mà hiện giờ là em nói em đang sống ở đâu bên đây bạn? Dạ, hiện tại thì em đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh, ở Thủ Đức. Nhưng bố mẹ của em thì hiện tại bên vẫn ở ngoài Bắc và ở Hà Nội.
Em vào đây cũng được năm nay là năm thứ ba và em được sự giúp đỡ của các anh chị phụ huynh cùng bố nuôi của em để thành lập công ty và trung tâm về bóng đá cộng đồng dạy trẻ em. Rồi. Hay quá. Rồi bây giờ mình nghe bạn gái giới thiệu nha. Rồi mời em gái. Em chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh và tất cả quý khán giả. Em tên là Ngô Lê Trúc Uyên. Hiện tại em đang làm kế toán ở trường học tại thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Wow. Anh chào em, anh cũng ở thi đấu ở Khánh Hòa 5 năm. Ủa là em từ ngoài Khánh Hòa vô đây luôn á hả em? Dạ em vô hôm qua. Quay chương trình xong là ra lại. Dạ đúng rồi chị. Dạ cũng cực và vất vả quá ha. Ninh Hòa là có nem ngon lắm đó đúng không em gái? Dạ đúng rồi, có nem chua. Nem chua Ninh Hòa số 1 luôn, ăn với tương ớt. Hồi nãy bạn trai giới thiệu cái gì, bà con của chữ Đồng Tử hả? Em sao? Là con cháu của chữ Đồng Tử. Hôm nay em đi thì em nghĩ là sẽ gặp một nàng công chúa Tiên Dung. Ủa em tên họ gì, em đọc là họ em tên... là Chử Văn Sơn. Chử Văn Sơn à? Dạ. Sao lạ quá ta, bây giờ vẫn có người họ tiếng Anh là Chu Văn Son, mấy chuyên gia nước ngoài hay gọi em là Son. À hay quá. Rồi bạn gái cho tôi biết được những cái khuyết điểm và những ưu điểm của bạn đi. Dạ ưu điểm của em thì theo mọi người nhận xét thì em là một cô gái tự lập, hòa đồng, hay cười và rất là hiểu chuyện. Mình có nhược điểm gì không? Dạ nhược điểm thì em rất là hay thích ngủ, em ngủ rất là nhiều, rất là hay quên và em lười xếp quần áo. Hay ngủ là sao, rồi mình đi làm ví dụ một ngày em ngủ là em ngủ mấy tiếng em ngủ? Dạ bình thường thì một người ta ngủ khoảng 7 tiếng thì em cảm giác như là em muốn ngủ nhiều hơn, lúc nào cũng phải nướng thêm một xíu. Ví dụ sáng 7 giờ em làm thì khoảng 7 giờ kém 10, kém 15 là em dậy rồi em đi làm. Thì sao kịp chuẩn bị, sửa soạn? Dạ, nhà em là đối diện với cái trường của em đang làm. Nên là ngủ dậy, nó răng rửa mặt rồi đi thôi chị, thay đồ rồi đi. Nhưng mà khi về làm dâu mà mẹ chồng nghe con dâu nói là em thì thích ngủ, lười, làm biếng, ít xếp quần áo, là mẹ chồng cũng sợ lắm đó nha. Dạ. Cố gắng khắc phục cái điều này. Rồi, tối em xin lỗi, giờ em xin lỗi anh Đinh, xin lỗi chị. Là em cứ yên tâm về xếp quần áo, ngăn nắp gọn gàng, anh sẽ lo việc đấy cho em. Có mới nói nha. Em làm được những cái điều đấy. Được. Em là người rất là ngăn nắp và gọn gàng. Làm suốt đời luôn nha, đừng có cằn nhằn cổ nha. Làm cả tuần tháng được tới năm cái là mệt rồi, bắt đầu là cằn nhằn rồi đó cưng. Ông yên tâm cái đấy thì em làm được. Hồi xưa anh cũng từng nói vậy đó. Đấy là ngày xưa khác, còn hiện tại bây giờ em là người có trách nhiệm, em nói được và em sẽ làm được. À, anh nói cũng lâu lắm rồi nhưng mà giờ anh thấy anh có hối hận vì lời nói đó. Xếp cả đời luôn đó cưng. Đâu có anh ơi, mình rồi nói à, được là mình phải làm được. Còn nếu mà không nói được và không làm được thì thôi không nói. Ừ được, tốt, vậy tốt. Bản nói lần là nhớ, bữa nay có nhiều người làm chứng lắm đó. Rồi thì hỏi tiếp em xíu là rồi rút đi làm vậy thôi thì cái đó là em chỉ thích ngủ nướng thôi chứ cũng đâu phải là ham ngủ. Dạ thì bình thường á em đi ngủ em hay buồn ngủ cái giờ mà người ta ở quê ta hay gọi là giờ chó ngủ á chị. Là giờ gì? Giờ chó ngủ. Giờ chó ngủ. Dạ chó ngủ giờ nào? Dạ. Dạ thường là khoảng 8 giờ rưỡi 9 giờ là ngủ, đến khoảng 10 giờ 11 giờ là tỉnh. Ủa giờ đó là giờ chó ngủ hả? Dạ. Bây giờ tôi mới biết giờ chó ngủ. Ủa nhưng mà giờ đó rồi, em đang đi làm sao em ngủ? Dạ thì có bình thường có nhiều khi thì em cố gắng em làm nhiều việc thì em cố gắng em làm, còn mà ít thì em gần nhà em coi em có việc em về xíu xong rồi em ngủ rồi em dậy ra em làm tiếp. Trời đất. Đang đi làm xong xin làm bộ xin về nhà có chuyện về là leo giường ngủ chút qua làm tiếp. Em nằm khoảng nửa tiếng là em tỉnh rồi em ra em làm. Nào con chó nó dậy là em dậy. Dạ đúng rồi. Tôi hỏi chơi mà trúng thiệt. Đúng chị không ơi, em? Xin lỗi chị, xin lỗi chị ơi cho em hỏi một câu, bạn gái bên kia là bạn có thích nuôi chó không? Dạ em không có yêu chó đâu anh. Em thì nuôi thôi chứ em không nuôi có thích. Nuôi chi? Em nuôi càng nhiều chó con ngủ càng nhiều, thấy chó ngủ cổ ngủ. Thật ra tốt nhất đừng có nuôi chó, thật ra cổ khỏi ngủ luôn. Ngủ giờ của chó mà, đúng không? Thì anh thấy em ngủ là anh biết là giờ đó là sao rồi. Thấy em ngủ là biết giờ đó là con chó nó ngủ rồi. Dạ, đâu cần phải nuôi đâu rồi biết. À, đâu cần phải nuôi. Rồi, bạn trai, rồi. Bạn có ưu điểm gì? Ưu điểm của em thì có rất nhiều ưu điểm. Thứ nhất, về trong cuộc sống, về bạn bè thì em sống rất thẳng thắn, sòng phẳng, rõ ràng. Về em muốn là người đấy
trong cuộc sống cũng phải biết chia sẻ cuộc sống với những người có hoàn cảnh khó khăn. Chẳng hạn như là những người mà cơ nhỡ, hoặc là những người mà muốn cần mình làm từ thiện. Làm từ thiện xã hội nhiều đó, đúng không? Và trong cái những cái đấy thì về tình bạn thì em cũng có rất nhiều mối quan hệ bạn bè, nên em cũng cần bạn là hiểu cho em là em sống với bạn rất thẳng thắn và rõ ràng cũng như vậy. Về tình yêu thì em cũng cũng không biết chia sẻ với mọi người như nào, nhưng mà hiện tại về tình yêu thì em cũng rất là quý trọng những người con gái trung thủy và những người mà em rất là ghét những người mà nói dối hoặc là có những cái sự không thật thà trong cái cách trao đổi với nhau. Rồi. Em có tật xấu gì không? Em có cái tật xấu của em thì em nghĩ là nó cũng là một trong những cái trong cái ưu điểm của em, đó là sự thật thà và hay bị người khác lợi dụng quá. Quá thật đôi khi cũng bị lợi dụng ha. Dạ. Thôi, bây giờ mình chia sẻ chút xíu về đường tình của mình đi bạn em gái. Em trải qua mấy mối tình rồi em? Dạ thì chuyện tình cảm thì em cũng đã từng trải qua một mối tình kéo dài nửa thập kỷ đó chị. Ghê vậy. Dạ. Thì em với bạn trai cũng chia tay cũng được 5 năm rồi. 5 năm rồi. Dạ. Quen lâu vậy, lý do tại sao chia tay? Dạ thì do bạn trai là lăng nhăng đó chị. Lại là cái điều đó là em không chấp nhận được. Không trung thủy ha. Dạ. Cô gái này cô nói như vậy có nghĩa là cô sẽ rất là trung thủy ha. Bạn trai yên tâm ha. Rồi không khi mà em phát hiện là em chia tay luôn hay là cũng có níu kéo? Dạ thì lúc mới đầu thì cũng kiểu như là em biết á thì anh bỏ người kia rồi cũng năn nỉ quay lại, xong em cũng đồng ý quay lại, nhưng mà cũng đứng nào tật nấy. Dạ đúng rồi chị, nên là sau này quyết định là chia tay luôn. Rồi suốt 5 năm vừa qua em không có tìm hiểu ai thêm sao? Dạ thì cũng tìm hiểu nhưng mà em thấy không có hợp chị. Rồi thôi, một câu chuyện buồn. Bạn trai, tình trường mình sao? Tình trường của em thì em cũng chỉ có quen đúng một người. Mà người con gái đấy thì hiện tại là cũng đang ở bên nước ngoài. Bọn em cũng, đó là một trong những cái giai đoạn mà em cũng rất là khó khăn. Thì nó cũng có những cái sự cố của tuổi trẻ. Lúc đấy không tránh được cái sự nông nổi. Thì em chia tay cũng được 4 năm rồi. Và cũng không quen một ai cả. 4 năm qua là không có để ý tới ai luôn. Có, em có một cái tính cách của em là em rất là ra ngoài đường em cũng không để ý đến con gái, mặc dù biết là người ta xinh, nhưng mà em cảm nhận là tại sao, em đặt một câu hỏi là tại sao mình như thế này mà người ta không nhìn, tại sao mình đi nhìn họ làm gì. Trời, sĩ diện quá hả, coi như bạn mình thế này ta không nhìn cũng em vậy anh còn nha. Nhìn mà đừng nói chi cô nào không nhìn, đúng không? Không vậy cũng tốt nha. Để chút tôi qua tôi nhìn coi sao. Thôi được rồi. Như vậy là chúng ta cũng đã có một cái những cái mối tình mà đã qua rồi ha. Thành ra là mình bỏ qua đi, bây giờ mình tìm lại mối tình đây là có như mối tình đầu và cũng là mối tình cuối nha. Dạ. Rồi, bạn gái muốn tìm một chàng trai như thế nào? Em gái. Dạ em chào. Ồ, xinh quá, chào em. Dạ em muốn tìm mẫu bạn trai của em thì ngoại hình thì cao 1m7 cho lên. Có luôn. Anh mét mốt được, anh mét mốt bẻ đôi không gãy được không em? Dạ thì khuôn mặt thì mũi đừng có thấp quá. Mũi thấp rồi sao? Dạ em không có thích thôi. Không thích mũi thấp hả? Dạ. Mũi thấp người ta dễ thương rồi sao? Dạ em cũng không biết, em gặp rồi. Ôi nhà không thích mũi thấp đúng không? Dạ không thích. Bên kia mũi thấp này, hả? Mũi này hơi bị thấp. Dạ mặt gì? Đừng có ốm quá. Đâu về em đi sửa được. Mặt này quá ốm. Gì nữa? Răng đừng có hô nữa anh. Răng đừng hô. Dạ. Hơi không có. Dạ không hút thuốc. Có hút thuốc không? Dạ không ạ. Không có luôn. Rồi gì nữa? Dạ được anh. Người đừng có gầy quá, nhưng mặt thì gầy, người cũng đừng có gầy. Người không gầy phải nữa. Là mập luôn. Sao anh Linh? Thôi được rồi, anh nói vậy cho em trong lòng em gọi là băn khoăn chút thôi, rồi chút em nhìn em tự đánh giá thôi ha. Trời ơi trời. Nói chung là nãy giờ anh chụp, em coi anh mới chụp mấy tấm hình nè. Chụp tấm nữa rồi gửi qua liền nha. Em có email không, gửi qua có liền làm, có làm bên nhà gái tôi hoang mang, yên tâm đi em để đó. Rồi nói vậy để cho em lo lắng thôi, rồi vậy nó mới hồi hộp chứ.
Nhưng thông báo cho em biết á, đây từng là cầu thủ bóng đá nha, đúng không em? Dạ. Cầu thủ bóng đá thì cũng chuẩn lắm nha. Đá ở vị trí lượm banh ý à? Goalkeeper. Hả? Goalkeeper. Thủ môn. Thủ môn hả? Dạ. Chụp gôn đó. Chụp 10 trận là vô đủ 10 trận cho em biết. Không, em chụp 10 trận vô được, nhưng mà em chưa chụp được cô nào. Chụp 10 trận vô đủ 10 trận, tức là vô sân đủ 10 trận á. Rồi yên tâm đi. Dạ. Nhà trai thấy đàn gái là nhà trai chịu rồi đó, dễ thương lắm. Mấy người mà đã từng là thủ môn á, đã từng nghe em chứ phải hiện tại. Mà đã từng bây giờ hết chơi rồi, nó sồ ra mập xấu lắm em ơi. Đã từng thôi. Em thích mập á chị ạ. À. Nhưng mà bây giờ á, mấy anh này nhiều khi á là em chào chị. Hồi xưa trời ơi sốc quá. Trời ơi cái gì vậy? Trời ơi. Đẹp không chị? Đẹp. Sao, chị ơi cho em hỏi một câu này nhá. Bí quyết gì chị đẹp vậy? Chị đẹp tại vì chị chỉ thích nhìn những trai đẹp thôi, cái mình hưởng hương hoa cái đẹp của người ta nên mình quá, đẹp. Em xấu. Mày quá em xấu mà sốc quá ha. Em hiểu lại lý do anh mình lên đến chụp hình vụ gì rồi. Trời ơi. Sao vậy chị? Khó nói em ơi, khó nói nên lời. Rồi bây giờ khoan để đợi chị chút xíu nha. Cái anh này hồi đó anh làm cầu thủ ở Nha Trang phải không em? Em ngày xưa em thi đấu ở Nha Trang 5 năm và 5 năm. Thi đấu ở Nam Vi Banh và thi đấu ở Nam Định. Em tập trung U19, U20 quốc gia. Fan nữ nhiều lắm phải không? Phải không? Nói thiệt em, đi. Em dắt gái mà. Thì em nhát thôi nhưng mà người ta đâu có nhát em. Em cũng không biết là tại sao nhưng mà em đi ra đường thì con gái không thích mà con trai thích em. Gì kỳ vậy trời. Thì đó, gì kỳ vậy? Hồi nãy anh nhìn là anh thích liền đó, chụp hình liền đó. Con gái không thích mà con trai thích. Dạ. Rồi lý do tại sao ra đường mà con gái đẹp thì lại không nhìn? Vậy là thích nhìn trai đẹp không, hay không, sao? Không phải, vì quan điểm của em cái đẹp đấy thì nó cũng không phải, nó cũng không thể tồn tại mãi theo thời gian được. Và em cũng là một người của công chúng, tại sao em phải đi nhìn họ với họ không phải nhìn mình? Thì quay đây quay ngược lại, họ sẽ đặt câu hỏi mình xinh như thế này, mình đẹp như này, tại sao người ta không nhìn mình? Vậy là cuối cùng không ai nhìn ai hết. Không ai nhìn ai. Cuối cùng và ế cuối luôn. Cùng thì chỉ có ế nhìn luôn. Em thôi. Vậy thì bây giờ em mong muốn tìm mẫu người bạn gái như thế nào? Em nghĩ là hôm nay em đến đây gặp được bạn đấy thì em có một linh cảm, vì sáng nay trước khi đi đến đây là bạn em gọi điện bảo là dậy chưa Sơn ơi. Em bảo là mới ngủ dậy, thì em đã lập trình ngay từ khi ngày trước khi đi ngủ là em sẽ dậy đánh răng rửa mặt rồi đi chùa. Trước khi đi chùa em sẽ đến đây. Ủa vậy nữa rồi hả? đón bạn em rồi đón bố của em và đến đây. Có nghĩa là hôm nay linh cảm trong người là tốt. Dạ. Nhưng mà bây giờ em muốn tìm cái mẫu người bạn em gái muốn như tìm thế nào? Một bạn gái là chung thủy, thật thà và có một cá tính một chút, năng động một chút. Rồi. Cho hỏi câu cuối, câu này hơi riêng tư xíu. Thẹo trên mặt em là do đá banh hay là do dạ, bị do đá banh? Em đá banh là ngày là xưa chiến thủ, tích môn, đó ha. Thủ môn thì chụp banh phải không? Đá banh thì chân gầm giày của cầu thủ hay lướt qua mặt và mi mắt các thứ. Cái banh nó bên đây mà em chụp nó cha cái nó cà xuống dưới phải không? Dạ, cái nó ra rồi, vậy phải không? Rồi. Chị sao chị ngày xưa không theo bóng đá nữ nhỉ? Chị mê mấy cầu thủ. Theo bóng đá nữ thì chắc bây giờ em nghĩ chị thành ngôi sao. Chị không làm gì được đâu, chị té hoài tại chị nặng á. Cảm ơn em nha. Dạ em cảm được, ơn chị. Rất là không biết nữa, không biết là đẹp hay không nhưng mà nói chung là người ta sẽ nhìn. Yeah. Đặc biệt người ta sẽ nhìn. Thôi bây giờ em cứ hỏi người thân của em đi. Dạ hôm nay em đi với anh họ của em. Rồi. Với dì. Rồi bây giờ em muốn nghe ý kiến của ai nè? Dạ em muốn nghe ý kiến của anh. Của em. Anh ha. Em chào rồi. Anh. Em chào anh. Em chào anh. Anh thì anh nhận xét. Em chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường và tất cả mọi người ở trường quay. Chào em. Theo em thì em với Uyên thì sống từ nhỏ với nhau cho nên tụi em rất là hiểu nhau. Thì em nhận xét về Uyên thì rất là sống rất là tình cảm, rất là nói chung là cũng hơi lười chút thôi. Em cầu này. Nhưng mà về chuyện tình cảm thì Uyên trước giờ chỉ có một mối tình thôi. Dạ. Thì rất là từ sau cái mối tình đó thì rất là khó là kén chọn, tức là cũng có tìm hiểu nhưng mà ở mức bạn bè thôi chứ không có quen. Thì còn về bạn trai bên này thì anh thì em thấy thì theo như anh thấy á thì về ngoại hình thì nó cũng không đạt về cái tiêu chí của em lắm. Nhưng mà đàn ông thì cũng không quan trọng cái ngoại hình như vậy. Thì về sự nghiệp công việc thì anh thấy cũng khá là ok, ổn định.
Thì em nhận xét như thế. Tại vì chứ nhận xét về con trai nó cũng không phải là sở trường của em lắm. Nhận xét câu, gái thì được. Câu này đó. Được nè.